Hello chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Hiện tại thì đây là con máy biến áp 120 đấy, 120 kVA. Máy biến áp trung thế. Đấy, cho mọi người thấy này, quay đây, sứ này. Đây là sứ phía cao. Thì anh em thí nghiệm đang kiểm tra máy biến áp trước khi đóng điện. Đây, cho anh em thấy này. Kênh YouTube Điện Việt Nam là kênh YouTube mà chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện, duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em cảm thấy yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam nha. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.